này đi hoverboard. Hai xin chào mọi người. Hôm nay bước ra ngoài trước cửa để tập thể dục. Ở nhà có hai chiếc xe đạp thôi, nên hai người cái dành rồi bắt buộc mình phải đi chiếc hoverboard này. Và cái hoverboard của Lộc nó bị hết pin, nên phải mượn cái hoverboard của con gái. Nhìn nó màu kỳ lắm, màu hồng. Cho quý vị nhìn đó, màu hồng. Cái của Lộc nó hết pin rồi. Ok, đây là hai mẹ con đang lái xe nè. Nhà có hai chiếc thôi, chiếc lớn chiếc nhỏ, hai mẹ con dành rồi. Cái quý vị biết không, cái chiếc xe này nè, hôm bữa là Lộc Loan với lại Gia Linh đi xuống Huntington Beach đó, ở khu Bella Terra đó, vô tình thôi, người ta kêu mình mua vé số ủng hộ cho chương trình hỗ trợ cho các chiến sĩ cảnh sát hả? Mua vé số 20 đồng. Scare cái gì mà scare. Ngày mai là cái ngày người ta hút rác, nên ở ngoài cái khu neighbor của Lộc với Lan á, là người ta kéo thùng rác ra sẵn cho ngày mai người ta đi hút rác. Rồi hai mẹ con chạy đua nha. Race. Hồi nãy đang quay thì có cuộc gọi gọi vô, cái xong làm mất hết rồi. Là không biết giờ nói gì lại. Nói từ đầu. Muốn nói gì nói, đâu nhớ đâu. Ở đây nhà đó mà mình cho thuê đó, mà người ta không trả tiền nhà đó, rất là khó khăn khi mà đòi lại nhà đó. Đâu ở ngay sớm mình ngay đầu đường nhà của Loan Lộc á, đầu đường vô á, là thấy dán cái giấy thì không biết cái gì thì mới hỏi chủ nhà. Không nói là cái người mướn nhà đó họ không đóng tiền nhà, họ không trả tiền nhà, mà gọi họ hay là mình liên lạc với họ bằng mọi cách cũng không được, mà mình không được quyền mình tới mình vô nhà mình kiếm nó luôn đó, thì họ phải đưa lên city thì người ta mới cho cái giấy xuống dán lên, nói là cái người ở trong đây là không có trả tiền nhà thì là phải dọn ra trong vòng bao nhiêu tháng. Nhưng vậy? Mà nói dọn ra nhưng mà nó cứ kỳ kèo á, thì mình cho mướn nhà mà người ta không trả tiền là mình mất 6 tháng trời. Mất 6 tháng tiền nhà. Đó. Mà ở đây quý vị biết không? 6 tháng tiền nhà, mà nếu mà nhà mình mua trả góp á, là mỗi tháng mình vẫn phải trả tiền cho bên nhà băng
nếu mà mình không trả tiền á thì nhà băng nó kéo nhà mình. Không trả tiền á, chỉ cần 3 tháng thôi là nó réo, nó gọi in nổi luôn, chịu không nổi với nó luôn đó. Ngoài cái đó ra đó là còn tiền thuế nữa, ví dụ như cái nhà 100.000 thì mình phải đóng thuế là 1.3%, mới là 100.000 là mình đóng 1.300 cho mỗi năm. Thì vòng vòng khu vực nhà Hồng Loan đây đó, thì nhà trung bình khoảng 700-800.000, thì năm là đóng hết 90.000 tiền thuế rồi. Mà mỗi tháng mà không có được thu nhập vô vậy là chủ nhà mệt mỏi lắm. Tôi nghĩ thì kiếm tiền khó lắm, khổ lắm, không đơn giản. Thấy không, mình có tiền mình mua nhà, mình cho người ta thuê cũng khó khăn lắm. Mà cái khó khăn hơn nữa là trong cái dịch này đó, ông Tổng thống ông nói là cho phép những cái người nào mà ở nhà không đóng tiền nhà có thể ở được 60 ngày. Có nghĩa là họ chủ nhà không được đuổi. Không được đuổi. Trong vòng 60 ngày là không được đuổi. Nhưng mà trong cái thời gian này đó thì nếu mà cái người thuê nhà mà người ta không trả tiền mình á thì cái người chủ nhà mình có thể xin mượn một cái số tiền nhỏ để mà mình trang trải trong cái lúc thời gian này. Mình trang trải, mình đóng tiền nhà hay cái gì đó với cái tiền lời thấp. Rồi anh được đọc ở trên mấy cái tờ báo thì em thấy là đi, nhưng mà chưa tới lúc phải mượn tiền nên chưa đọc kỹ lắm. Với tình hình này á, thì cái đây là cái tháng đầu tiên thì em nghĩ nó cũng đơn giản, nhưng mà nếu nó mà kéo dài thêm mà vài tháng nữa, bắt đầu từ tháng tới nữa mà mình không có thu nhập, không đi làm, không thu nhập, nhất là business nhỏ nè, với lại xe lôi, giống như Hồng Loan là xe lôi thì mình không có làm gì ra tiền hết trơn, thì không biết tình hình những tháng sắp tới nó sẽ như thế nào. Quý vị theo dõi đi rồi sẽ biết. Bữa giờ cứ ăn ngủ ăn ngủ ăn ngủ, ai cũng mập cả, nhiều ngấn hết, ai cũng nhiều ngấn, ai cũng đâu thấy cùng mình ăn mập thì không? Đó bởi vậy phải giấu dữ lắm nè. Exercise, đạp xe đạp. Bữa nay exercise không đạp xe đạp mà lấy hoverboard đi chạy rồi lấy gì ốm. Thì bà bị dành hết rồi, nhà có 2 chiếc xe đạp thôi. Mà con 1 chiếc, mẹ 1 chiếc rồi, đâu có gì dành cho ba nữa đâu. Chạy bộ theo. Chạy bộ, xe bộ nó hao mỡ thì sao? Sợ tăng mỡ đó. Ok, đi anh mỡ đi. Tới mùa này nhiều khi đói rồi cũng có cái để xài. Thì một cái nữa mà ít có người để ý là đi đổ xăng. Tại vì cái đổ xăng á, là khi mà mình tới đổ xăng là cái nơi đó rất là dễ gây ra nhiễm bệnh. Tại vì rất là nhiều. Tại vì ở bên Mỹ á, là đổ xăng á, là mình không có được người khác phục vụ cho mình đâu. Không có được mấy anh mấy chị mà đứng mà cầm rồi bơm cho mình phục vụ tận từng người đâu. Mình nó phải tự bước xuống, mình bỏ tiền vô hoặc là bỏ thẻ vô rồi bấm nút đó, xong rồi mình lấy cái bơm xăng đó, mình bỏ vô xe mình đợi. Thì biết là bao nhiêu người lấy cái tay cầm vô cái bơm xăng đó rồi bấm thẻ bấm số đồ này nọ đó, cho nên nó rất là dễ lây nhiễm bệnh từ cái bơm xăng đó. Tốt nhất á, là quý vị đem theo mấy cái bao tay bằng cá nhân đó, đeo vô một lần là dục đó, hoặc là quý vị cầm cái giấy sát trùng để mình làm những cái chuyện đó, xong bỏ dục cái mình làm gì cho thành thói quen, để mà mình tránh được chừng nào thì tốt chừng nấy. Cái vấn đề mà tiền mặt cũng vậy nữa, cái tiền đó, nó cũng rất là dễ có vi trùng. Ai cũng biết là tiền là dơ nhất, nhưng mà vào thời điểm này thì nó lại càng nguy hiểm hơn. Bởi vậy cũng đỡ là nhiều khi ở bên đây thì mình sử dụng thẻ nhiều hơn, ít sử dụng tiền mặt. Cho nên lúc sau này Hồng Loan sử dụng thẻ không à. Mà sử dụng thẻ đi rồi biết. Nó cứ credit card đi ha, rồi cái hết cái tháng này đó, rồi nó gửi bill về đi rồi biết. Tại vì vừa trong thời gian vừa rồi thì quý vị cũng biết là ai cũng phải đi mua thức ăn, mua gạo, mua một số đồ để mà dự trữ ở trong nhà. Thì mình nghe mình cũng sợ chứ. Thì Hồng Loan không có, như là mình không mua nhiều lắm, nhưng mà
mì gói đó, mì gói, nước uống thì mỗi thứ một ít, gạo thì mua để khoảng chừng 20 kg, mỗi thứ mình cứ mỗi thứ một ít nó ít, nhưng mà nhiều thứ dồn lại thì tháng này chắc trả bill cũng hơi bị mệt. Nhắc tới cái vụ đổ xăng, Lộc có đứa em gái mới từ Việt Nam qua thì mới chừng có chừng ráo qua thì đâu có biết hả? Houston thì đi xe thì biết rồi, nhưng mà đổ xăng thì cứ nghĩ là giống như bên Việt Nam, cái dừng là cây xăng rồi người ta nói nhiều người ta đổ nhiều, cái đó dừng lại nó đứng hoài không thấy ai tới đổ xăng, cứ nó thấy người ta nó thấy người ta đổ, người ta bắt chước đổ theo thì đổ xong đề máy xe không chạy, đề thì nổ nhưng mà gạt nút không chạy. Sao? Cuối cùng có người ta lại ta nói chị đổ lộn dầu rồi chứ không phải xăng. Tá quả luôn. Ở đây trong cái cây xăng đó là ví dụ như cây xăng thì nó có một hai cái chỗ là nó đổ dầu diesel rồi đó. Diesel. Mà quý vị mà thấy những cái cây xăng nào màu xanh lá cây á, cái chỗ tay nắm màu xanh lá cây á, là cái đó là diesel, là cái xăng dầu chứ không phải là xăng. Xăng là thường màu vàng. Nhiều khi gái không để ý. Gái không để ý đâu. Lon á, nhiều khi đi vậy chứ hình như là đổ xăng chắc chừng 2 lần à. Như em đi đổ xăng nhiều khi em không biết nữa đó, chứ không chi nữa. Nhiều khi mình không biết cái cây mình lỡ vô tình. Biết. Tại có anh đổ hết trơn rồi. Nhưng mà cũng phải nhìn như bộ, tại vì chút nó không biết là cây xăng nó có nhiều loại. Với lại xong rồi tốn 400 đồng, 300 đồng tiền xúc bình xăng, 100 đồng tiền thô xe, 400 đồng tiền ngu. Trời, tiền thô xe có 100 đồng là rẻ rồi. Chứ hồi kỳ anh Quang Thành đó, anh đậu xe nhớ, nên tới lúc mình ở Mobile Home anh đậu cái xe đó, bị cái xe người ta không có cho đậu ở ngoài mà đậu qua đêm. Cái ảnh ở trong nhà mình anh chơi rồi thu cái gì đó tới 1-2 giờ sáng thô xe anh luôn, tốn 300 mấy. Mà cái đây được 10 năm rồi. 10 năm có. 12 năm rồi. Tốn 300 mấy. Đau lòng. 300 mấy đó đưa mua được bao nhiêu ký gạo, bao nhiêu thùng mì gói, bao nhiêu thùng nước, bao nhiêu cuộn toilet paper. Nghỉ chút xíu rồi đi tiếp nè. Đi vòng ra ngoài quầy mé đường, mé ngoài trước cái khu nhà của Hồng Loan để mình coi hôm nay coi xe nó đông hay vắng ha. Nhưng mà em để ý nha, nếu mà gặp người khác là phải stay away from me. hồi nãy coi news ở trên đài news mà đang live á, đang live cái bà ông tổng thống ông Trump ông đứng thì cái bà đó bà nói là cái cuối tuần vừa rồi á là bà không có ở đây. Là bởi vì cái sáng ngày thứ bảy đó bà bị sốt. Ông Trung vừa nói cách xa sáu tiếng ông diễn liền. Bà cười quá trời, bà nói nhưng mà may mắn là bà chỉ sốt một chút thôi bà không bị gì hết. Rồi bà kiểm tra là negative thì đó, thì cái âm tính. Bà cũng có nói về vấn đề là đi thử nghiệm đó, thì nếu chừng nào mà mình bị sốt hay mình cái gì thì mình hãy thử nghiệm. Chứ đừng có phí cái kích thử nghiệm của người ta. Đúng ở rồi. Đây là trước nhà của Hồng Loan nè, mấy cái shop đóng cửa hết, đường phố xe cũng vắng lại, thấy không quý vị? Đó, người ta cũng đi bộ ở đây dễ, mình exercise mình cứ đi dài ở trên đường cũng được. Cũng có người đi bộ với mình mà mình tới cách tới mấy chục feet lận chứ không phải là 6 feet. Với lại đường thì có đường để mình đi bộ nó cũng rộng rãi. Ở bên mé bên kia đường nhà của Hồng Loan thì có đây là sau nhà đây. Trái á, bị gõ cửa người ta xin hoài à. Trái á, người đi ta đi bộ, ta lấy tay ta bứt được á. Nó mùa đó nó nhiều đã, nhiều trái lắm. Ở bên đây mà thấy nhà người ta có trái vậy chứ không có dám tự động bứt đâu. Ta phải tới người ta hỏi người ta xin đàng hoàng. Lâu lâu cái có người gõ cửa nói
vợ tao đang có bầu, nó thấy mận rồi nó thèm á, mày cho tao xin hái một chùm được không? Mẹ của Hồng Loan khéo tay lắm, trồng cây bông hoa, cây ăn trái gì nó cũng xum xuê hết. Bông đẹp lắm, bà mẹ trồng bông đẹp, nhất là bông. Có điều trồng ớt lúc nào cũng chết hết đó. trồng ớt, trồng rau thì không được, mà cây ăn trái với lại bông á thì là trồng là trái là tới mùa là ăn sướng luôn á. Đây bên nhà mình có cây xăng nè. Đó. Cây xăng. Đây là cây xăng, rồi đối diện bên kia là 7-Eleven. 7-Eleven hiện giờ cũng mở 24 giờ á, cho nên cái mùa này vậy chứ cũng không sợ đói. Ở bên Việt Nam mình nó muốn băng qua đường là băng nè ha, mà không có sợ. Ở đây mà băng là phải theo đèn nè, không có cũng sợ. Ít bao giờ dám băng qua đường lớn. Ở nhà chứ chưa bao giờ, mười mấy năm rồi mà chưa bao giờ băng qua bên đường. Lần đầu tiên mới đi bộ con đường này đó quý vị. Toàn là lấy xe, muốn qua đường á toàn lấy xe chạy cho chắc ăn. Nhưng mà cũng chắc ăn thiệt, tại vì xe ở đây tốc độ chạy rất là cao. Trong đường này mà họ cho chạy 45 mai, có nghĩa là khoảng 60 cây số. Thường bữa đó mà đi giờ này là xe phải nói là chạy liên tục. Giờ này là giờ bà con đi làm về á. Với cái lượng xe như vậy là vắng đi rất là nhiều. Hôm nay giỏi lắm, ở nhà nguyên ngày cũng đi đâu. Cho nên nó tới 4 giờ chiều chịu hết nổi rồi mấy hai mẹ con mới ra exercise. Gia Linh nói thôi, mẹ muốn đi bộ ra đường mẹ đi đi. Mẹ ra đường đi, con vô nhà đợi mẹ, con trải cái thảm yoga sẵn, lát về mẹ con tập yoga. có giờ mà nhiều để mà chơi với lại em đó, em khoái lắm. Anh quay qua công viên bên đường kìa. Đây công viên bên đường nha. Đây là cái nhà này nè. Cái nhà này là cái nhà mình nói là ở không trả tiền. Trời, nó ở 6 tháng hả em? Hả? Nó ở 6 tháng không cho tiền hả? Không biết mấy tháng, chị nói đó, dán cái giấy ngay trước cửa nhà đó. Ồ, có dán cái giấy. Đây là cái công viên ở cái lường của cái cột điện cao thế này á, nó chứ nó cũng an toàn lắm. Thì nó có một cái công viên xuyên suốt. Nó theo cái dãy điện nè, cái công viên nó dài. Dài, thiệt là đó, dài. Người ta cũng đi bộ, người ta cũng exercise. Đó. Rồi chỗ ở đây thì cái công viên dãy đó thì nó cũng có mấy cái chỗ cho nít chơi. Mấy chỗ cho mấy đứa nít, nhưng mà vào thời điểm này á thì nhà nước yêu cầu là không cho mấy em ra chơi cái đó. Dù mấy em chạy bộ vòng vòng thì được, chứ không có cho chơi mấy cái cầu tuột đồ này nọ. Thì mấy chỗ đó là dễ lây lan bệnh, nó dơ dữ lắm. Không biết ai đụng vô, ai làm gì ở đó. Mà mình đâu có thể nào mà mình sát trùng hết cái chỗ đó cho con mình chơi được. À, xa xa là nó có những cái cầu tuột đó. Thường mà lúc trước đó là Lộc với Loan hay cho con gái ra chơi. Mà ra chơi nó cũng gặp bạn bè nó giao tiếp bạn bè nó cũng vui lắm. Nguyên cái khu này là vòng vòng là mấy bạn học không à. Nếu mà con nít mà đồng lứa với Gia Linh là học chung trường luôn. Ở đây có một cái... Một cái khu họ bán cây cảnh. Khu đất này nó lớn kinh khủng luôn á. Hôm bữa Hồng Loan chạy thử đi bọc ra phía sau nó đó. Chắc nó dài chắc cỡ... Nó chưa tới một mai, khoảng nửa mai á. Cỡ càng cây số. Gần cả cây số á. Lớn lắm, lớn lắm. Nó dọc suốt luôn đó. Nên hôm nay cũng đóng cửa rồi. Cây mà cũng không bán nữa. Bây giờ là có chỗ là Home Depot với lại Lowe's, mấy chỗ mà bán đồ sửa nhà đó là bán được. Bữa nào ấy mình đi vô mua đồ về sửa nhà. Ngày mai đi. Ngày mai Lộc với Lo sẽ vô Home Depot với Lowe's kiếm một số vật dụng để sửa nhà. Hôm bữa thì đóng cái cửa nhà, mua gỗ về tự đóng cái cửa nhà.
lát nữa Lộc lên Lộc quen chút xíu cửa cửa Lộc. Ok, thành quả. Rồi Gia Linh muốn có một cái nhà bằng gỗ. Cái bài Gia Linh hứa là để đóng cái nhà gỗ ở trên chỗ cái balcony á, để cho Gia Linh để đồ chơi, cái có bạn Gia Linh chơi rồi đó. Ông thống đốc của Cali á, ông ngày nào ông cũng lên đài ông nói đó, nói mọi người làm ơn ở nhà đừng đi đâu hết, ngoại trừ California, please stay home, protect yourself and your family. Ông la là giống như ông gào thế, ngày nào cũng nói tội nghiệp lắm. Rồi ông nói là khi nào mà mình cảm thấy mà mình cần thiết phải đi ra ngoài đường, như là mua thuốc, mua lương thực, hay là mình bị dính về emergency á, thì mình hãy ra. Còn ngoài ra thì ở nhà đi. Có mệt quá, có buồn quá hay là có stress quá thì tập thể dục, ra ngoài trước, công viên gần nhà tập. Nhưng mà nhớ cách xa mọi người 6 mét. 6 feet. Sorry. Sao nãy giờ đứng gần quá. Quên. Ok. Bye bye. Về mấy cái ngày bị nhốt ở trong nhà, ngày hôm nay là cái ngày Hồng Loan ngoan nhất ở nhà, không đi đâu hết nha. Bây giờ tạm biệt quý vị nha, có dịp nữa thì mình gặp gỡ lại nhau. Bye. Sao phía